Quang Đỗ xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 5 tháng 4, là cũng là những cái ngày mà Tổ chức Chính phủ cũng đã ban hành cái lệnh để cho toàn dân thực hiện cách ly toàn xã hội. Mà riêng Phan Thiết mình thì vừa rồi là ngày 3 tháng 4 thì cũng 0 giờ, cái ngày 3 tháng 4 cũng đã rỡ hàng rào chắn cách ly của đường Ngô Sĩ Liên và hòn thủ của thành phố Phan Thiết. Đó là một điều đáng mừng, và đại gia đình của cô 34 Linh Trang cũng đã tiếp tục chuyển về cái bệnh viện y học dân tộc cổ truyền của tỉnh Bình Thuận để mà tiếp tục là cách ly an toàn xã hội. Thì nó cũng là mình thấy cái điều là ngẫu nhiên, ngày 3 tháng 4 cũng là số 3 và cũng là số 4. Như vậy là toàn quốc mình cũng đã biết là đây là một cái siêu lây nhiễm 34. Nó là, đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Ngày 3 tháng 4 dỡ hàng rào chắn của đường Ngô Sĩ Liên, Hồng Thủ, ngay cái khu vực của nhà cô. Cũng là số 3, cũng là số 4. Vậy là 34 COVID Linh Trang mà toàn quốc mọi người cũng đã lên án cái chuyện này. Thì thôi, chuyện đã bỏ qua một bên. Nhưng mà mình rất đáng mừng thành phố Phan Thiết mình cũng đã an toàn. Và mới hôm qua là ngày 4 thì mình mở phay thì mình thấy có một cái ông bạn già là nhà thơ Tấn Hỷ Nguyễn, có nghĩa là Nguyễn Tấn Hỷ. Ông này lúc nào cũng là Tấn cười, Hỷ này là Hỷ cười đó. Ông mới viết như thế này: đã 4 ngày rồi tại nhà, coi như là không chịu nổi nữa, đành thơ thẳng vậy. Ông này hồi trước là ông khoe ông là ông bán nước, mình nói là ông bán nước là coi như là ông chỉ ở tù thôi chứ làm sao. Cuối cùng là ông là bán nước uống đó, thức ăn thức uống nữa các bạn. Thì ông mới viết như thế này, cũng là đại dịch thôi. Cái tựa thì để là con em là con cái nhà ai. Bắt đầu mình đọc nha, có 4 tứ: em là con cái nhà ai, bỏ quê hương sống ngoại lai nước ngoài, quê cha đất tổ mong hoài, sao em nỡ bỏ nơi này mà đi, vong ơn bội nghĩa làm chi, người than kẻ khóc cũng vì tên em. Miệt mài không quản ngày đêm, làng quê phố thị càng thêm bàng hoàng, gọi em bằng cô rõ ràng, cớ sao cứ mãi lang thang hại người, ghét cha mẹ hay hận đời, vô tâm giết hại cõi người thế gian. Em làm bao việc trái ngang, trời tru đất diệt bể bàn mai sau. Covid ơi thức tỉnh mau, nhân loại sẽ biến nỗi đau diệt thù. Là 4 tứ thơ lục bát của nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ. Tôi và bạn này thì chỉ biết nhau trên Facebook thôi, nhưng mà ông già này thì cũng tiếu lâm lắm, hài lắm, nhưng mà tiếu lâm hài thì chưa gặp nhau, nhưng mà chỉ trên mạng thôi. Thì qua cái bài thơ này thì trong thời gian Quang Đỗ cũng đóng cửa nhà nghỉ thì mới thấy thế thôi. Bây giờ ngẫu hứng là mình sẽ phổ cái bài này thành một cái giai điệu dễ thương hay dễ ghét thì mình cũng cứ làm. Tại vì nói chung là anh em mình có máu me một tí, ở đây là làm du kích thôi, chứ mình cũng không có bố rìu qua mắt thợ. Tại vì mình thấy có nhiều bậc đàn anh tứ phương cũng đã lên mạng ca ngợi những y bác sĩ là chăm sóc bệnh nhân. Cái điều đó là mình rất là hoan nghênh, rất là ngưỡng mộ.
Chính vì thế bản thân mình cũng mong muốn rằng là Việt Nam mình với tinh thần đánh giặc Corona sẽ thành công trong cái tháng 4 này. Mà qua cái sẽ chạy qua qua cái bài thơ này thì cũng sẽ hát ngẫu hứng nha các bạn. Gửi đến các bạn lời cầu chúc sức khỏe cùng với mọi miền đất nước an tâm trong cái phòng chống cách ly an toàn xã hội cho nó thành công. Một lần nữa xin chúc sức khỏe gia đình các bạn. Xin chào.